Mời các bạn đi sửa Vega cùng Tùng. GTX 750 Ti không kết nối Vega các bạn nhé, đang kết nối Vega ngoài này. Màn hình đã xuất kìa. Vậy là Vega chưa hoạt động đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đo điện áp các bạn nhé. Áp có 0.5V này, các bạn thấy chưa? Nguồn cấp cho GPU này 0.4V này. Vậy là cái này đang bị sụt áp các bạn nhé. Bây giờ chúng ta sẽ tìm cách để fix cho áp nó tăng lên. Tất cả cái Vega sửa chữa này được sửa No 2 nếu được sẽ được bảo hành 1 tháng nhé. Còn bạn nào muốn học sửa main và sửa Vega thì chi phí là 15 triệu. Sau khi đo đạc thì đã tiến hành thay thế IC. Và bây giờ chúng ta sẽ vệ sinh qua đi nhé. Đây là các bạn nhìn đến này, 1, 2, 3 cuộn dây thì cái con IC gần nhất sẽ là con IC điều khiển cái nguồn ra cuộn dây đó. Tăng giảm hay mất thì chúng ta tập trung vào đó chúng ta sửa thôi ạ. Tất nhiên nó còn rất nhiều cái lý thuyết mà không phải là không tiện nói mà nói ra nó mất thời gian. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau test nhé. Chưa vội đo nguồn trước đúng không? A3 lên hình cho các bạn kìa, nhìn kìa. Và bây giờ mình sẽ đo áp cho các bạn. Áp đây lúc trước là 0.5 đúng không? Đấy, bây giờ nó đã tăng lên 1V này. Đấy, tăng lên này, 0.8V này. Các bạn thấy chưa? Lên hình nhá. Nhân driver sập. Vì vậy mình mới nói là trong quá trình sửa cạc Vega, đôi khi các bạn nhìn thấy những cái video mà cạc của các bạn lên hình và kể cả test chơi game, các bạn cũng đừng mừng nhá. Nó không nói lên cái điều gì cả, vì cái quá trình test ở No 2 nó mất rất nhiều thời gian. Chính vì vậy là mọi Vega đến sửa ở No 2 đều là không lấy được luôn. Vì vậy là các bạn chỉ có để lại sau đó các bạn về thôi. Đây nhá, các bạn nhìn thấy chưa? Đây, chúng ta sẽ enter. Đấy, nhận driver rồi nhá. Như này vẫn chưa chắc chắn 100% ok, chúng ta còn rất nhiều bài test mình đã quay. Còn nếu các bạn sửa Vega trong cái thời gian bảo hành nếu có lỗi thì mình hoàn trả các bạn 100% cái giá trị các bạn phải bỏ ra nhá. Nhưng có một điều là tất cả những cái cước phí vận chuyển là các bạn phải chịu hết. Bây giờ chúng ta chạy thử một đoạn full max xem nó có sập không nhá. Có thể đoạn trước là nó đang tự động nhận driver, mình tắt vội quá. Một số con nhận driver mất khoảng tầm 10 giây. Nhận xong driver GTX 750 Ti này, chúng ta sẽ phải đi test cả game nữa xem nó có sập không. Các bài test chúng ta đây. Tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những cái video khác nhé. Mình đang cần tuyển một bạn biên tập video phần cứng cũng như những cái tin tức bóng đá. Nếu bạn nào có thể làm nửa ngày ở Hà Nội mà gần khu trường đại học thương mại thì và sư phạm thì côn mình nhé. Hoặc là inbox ở cái shop công nghệ.